Dạ rồi, hello, em xin chào cả nhà và chào chú Trung nếu có xem được clip này nha. Thì giới thiệu với tất cả mọi người, em đang có mặt ở trên con đường Hưng Đạo Dương, phường 1, thành phố Vĩnh Long. Thì hôm trước chú Trung có nhắn tin về kênh là nhờ em đi quay cho chú xem cái tiệm yến xào ở trên cái con đường Trần Đại Nghĩa. Thì tới hôm nay mới con mới đi quay cho chú xem được, thì chú cũng thông cảm cho con nha sự chậm trễ này. Thì giới thiệu với tất cả mọi người, em ở gần ngã tư này mọi người, bên kia là cầu Trần Hưng Đạo á, Hưng Đạo Dương, qua bên kia là đường Trần Đại Nghĩa. Giờ mình sẽ đi quay cái tiệm đó trước khách gửi tới chú Trung và mời tất cả mọi người cùng theo chân em nha. Nào mọi người ơi, xin phép quay ha. Dạ em chào chị. Cho ấy dạ, xin lỗi, cho phép em quay vòng tiệm của chị nha. Dạ, ở đây là mình bán yến xào hả chị? Dạ. Không biết chị biết chú Trung không? Chú Trung có nhờ. Dạ, em ở Vĩnh Long. Dạ, có nhờ lại đi quay cho chú xem nè. À, tiệm của chị ha. Cái này là của mình luôn hả chị? Ở đây của mình luôn. Dạ. Dạ em ở với cái sân lớn á. Dạ đúng rồi, nhà với Mỹ An á. Em nhà với Mỹ An. Ủa vậy hả? Nhà lúc nào? Dạ em chứng giữa cầu Cá Lóc với chứng giữa cầu Cá Sơn. Cái sân lớn. À em với cộng Diệm ngay cái sân Mỹ An luôn. Ngay cái sân luôn hả? Dạ em biết. Nhà đó có cái nhiễn đó. Nhà yến, dạ rồi em biết rồi. Chỗ á. Sắp ở trên đây có xây cái nhà yến nữa nè. Ở gần rồi, gần. Dạ vậy hả chị? Ở dưới kia của chị. Dạ. Ở đây chuyên bán yến luôn hả chị? Dạ. Chị có thể giới thiệu với mọi người cũng như chú. Dạ vậy hả, ngại lắm hả? Dạ em xin lỗi nha. Dạ chị, cái này là cái gì vậy chị? Em quay chị nói được không? Cái này là yến hồ. Yến hồ á, dạ yến tại em là yến ở trên lặt hái xuống rồi nó y như vậy luôn. Dạ. Nó tổ như vậy. Wow, thì nãy giờ em mới biết chuyện này luôn á. Dạ. Ồ, cái này là lông yến hay là dạ, gì? Dạ đúng chị? Là lông của chim yến con á. À. Wow. Tùy tổ sạch nhiều lông ít lông. Dạ. À, nhiều lông thì nó rẻ hơn, cái lông thì giá trị cao hơn, tiền dạ. Cao hơn. Cái này là bán bao nhiêu vậy chị? 2.500.000 100g. Dạ. Một lần là một người ăn khoảng 5g là đủ rồi. Dạ. Một chén ăn vậy đó. Dạ. Rồi cái này là yến bông hồng, cái loại này ở đây chỉ có em bán nè. Ồ. Hình cái bông hồng á. Đúng rồi, giống cái bông hồng thiệt luôn á. Dạ. Rồi cái bụng á. Dạ. Cái bụng của cái tổ này nè. À cái bụng á chị, rồi. Nằm với vòng tròn. Mấy này đều là dinh dưỡng như nhau, nhưng mà phụ thuộc vô làm nhiều sợi hay ít sợi. Cái bụng thì nó như là sơ mướp vậy đó. Dạ. Cho nên là nó người ta thích ăn cái sợi này hơn. Dạ. Còn cái bụng này là cho em bé với người già để nấu cháo, nấu súp. À. Còn cái này là cái gì nữa chị? Là cái bụng yến. Cái bụng yến cũng giống như bên đây luôn. Đúng. Ở đây mình khui ra được cái này. Cái này là
bông hồng à, yến bông hồng. À, nãy em quên quay cái bụng cho mọi người xem. Đây là cái bụng yến nè mọi người. Cái loại này là sợi nhiều nhất. À. Đúng rồi, em thấy nó sợ sợ, còn cái này là nó 50g hết, cái này là bụng. À. Này là nó loại này là ngon nhất. Cái này nhưng mà dinh dưỡng như nhau. Dạ. Yến. Wow, hôm nay đi quay cái này chú cũng biết thêm nhiều thứ thiệt luôn. Cái này là tổ bình thường nè, tổ loại cơ bản á. Dạ. À, chuyên cục. Chuyên cục là hai cái đầu của tổ yến. Hai cái đầu. Hai cái đầu của cái tổ này nè. Dạ. Là ban đầu của yến nó làm tổ là cái đó đầu tiên. Dạ, hai cái cục này hết chị. Đúng rồi. Ồ. Là cái đó em làm khoảng 10 kg mới ra được vài trăm gram, cho nên là bán nó hiếm á, nhưng mà giá là nó cũng xê xích chút xíu à. Nhưng mà dinh dưỡng như nhau, tùy người ta đổi. Ví dụ là ta yến lâu năm ta chọn loại này, chân ra nó không có sệt nhưng mà nó đặc. Dạ. Chân ra nó không có, nó sệt không đặc nhưng mà nó sẽ giòn giòn á. Dạ. Wow. Cái này là yến quyết nè. Yến quyết hả chị? Hàng chi em thấy cái màu nó đỏ đỏ. Đúng rồi. Wow, nhiều quá trời luôn chị, nhiều loại quá ha. Đúng rồi. Đây mới bán đa dạng lắm, tại yến nhà không á. Dạ. Mấy cái này là nãy mình cũng có đem lên xem thử rồi hả không chị? Dạ đúng rồi. Dạ. Cái này thì kiểu như là bán, có loại bán 3 tổ. Ồ, cái hộp này táo đỏ. Lấy cho hai cái yến cam đi. Yến cam đảo á. Mấy này bán cái nào cũng to đó. Yến cam, kìa nãy chị nói là yến cam gì? Cam đảo, cam. Nó mà đảo nhưng mà nó màu cam. À. Nó 5 triệu mấy yến cam. Dạ. Yến cam giờ là 9 tổ. Dạ. Nguyên chất. Wow. Màu đảo đàng hoàng, màu tự nhiên. Dạ nhìn đẹp quá chứ. Em không biết cái gì yến thiệt nhưng mà em thấy nhìn đẹp quá à. Cái này nó có xới xới chứ nó không có như cái loại bông hồng ha. À, bông hồng là nó miếng bụng với là dài sợi trên thôi, giá nó khoảng dạ, 3 triệu mấy. Còn cái này nó đặc quá trời đặc luôn đúng không chị? Toàn sợi luôn. À. Ở dưới đế là hơi bụng nhẹ miếng để cho nó kết dính được cái tổ á. Dạ. Wow. Ở trên đây chị có để lại số điện thoại luôn ha. Dạ đúng rồi. Ủa chị bán vậy là chị có giao hàng hay ship hàng gì quốc có, tế gì thôi? Giao hàng toàn quốc. Wow. Quốc tế thì cũng có nữa. Dạ dạ. Sẵn đây mọi người nào có ăn yến thì có thể liên lạc số điện thoại ở trên đây để đặt hàng của chị nha. Wow. Chị, em thấy ở đây nữa nè. Còn hộp. Hộp. Cái yến là nhựa đào. Nhựa đào là nhựa đào. Nhựa của cây đào. Nhựa của cây đào. Đúng rồi. À. Cái là nhựa của tiết yến. Nhựa của tiết yến. Hộp thì là 100g. Dạ. Là 50. Này là bồ mễ. Bồ mễ. Này là cũng tự nhiên luôn, ăn mình mát chứ là ăn muốn chơm rồi vậy đó. Dạ. Nhiều quá ha, ngoài bán yến cũng nhiều, bán gì cũng bán nhiều loại quá ha. Mà bán chung với khách ra mua. Dạ. Mấy cái là hoa đậu biếc với lại nhiều hồng bi răng rồi vậy đó. Dạ. Ồ nhiều loại quá. Cái này em thấy đẹp quá trời nè. Không biết này là cái gì. Cái đó là nhị hồng y răng. Nhị hồng y răng. Ờ. Cái này là yến chân sẵn ở đây bán. Yến chân sẵn là sao chị? Ví dụ khách không có thời gian á, cái mình bài mình bán loại này. Cái loại này là bán bao nhiêu? 100g yến nguyên chất. Bao nhiêu một hũ vậy chị? 120. Nhưng mà không có ship đi được tại nó hàng tươi á. Dạ. Nó dễ hư. Ồ. Ví dụ khách ở xa là khách mua mấy loại yến tổ vậy. Dạ. Đúng rồi, yến tổ ví dụ mình muốn xài khi nào mình xài, muốn chưng khi nào mình chưng đúng không chị? Đúng rồi, cái có thời gian mình chưng. Dạ, ủa chị cho em hỏi thăm cái này nữa nha chị. Cái này là cái gì em thấy cộng cộng em không biết. Vi cá, vi cá đường. Vi cá, bào ngư, bào ngư vi cá đúng không chị? Này là vi cá lạc. Này là bong bóng cá lạc. À. Cái này vi cá mập, này là bong bóng cá lạc. Dạ, là cái bong bóng của con cá đúng không? Mình lấy mình là mình ăn bổ xương khớp, bổ thận. Dạ. Bổ tim, giống như mình uống dầu cá gì đó, dầu cá thì nó chỉ là chiết xuất thôi. Dạ. Cái này là nó nguyên chất, không có bị tắc gì hết trơn. Dạ. Wow. Còn cái gì nữa không ta? Để xem mới rồi còn cái gì ấy đó không? Hỏi thăm luôn, sẵn vô đây. Chị giới thiệu giùm em luôn. Cái hũ đó là hũ táo đỏ hả chị? Đúng rồi, cây táo đỏ.
mua yến là đều được tặng hết rồi. Dạ, táo đỏ này để ăn cho dễ ngủ. Cho em xem nha chị. Dạ. Đây, đây là cái tủ trưng nha. Bài mấy sản phẩm bán của chị mọi người. Bên đây nữa. Em quay vòng gửi cho chú Trung xem. À. Ở đây mình mở lâu chưa chị? Mở mấy tháng, mở hồi trước Tết. À dạ. Bằng cái công tác đèn vô tủ thôi. Nó có cái tủ hả chị? Để rượu, chân rượu. Dạ dạ. Em quay vòng rồi em. Ủa anh mà con sao với chú Trung? Dạ em làm bên YouTube. Rồi chú Trung có xem kênh của em á, rồi muốn nhờ em lại đây quay gửi giùm cho chú xem. Dạ. Dạ rồi thôi em cảm ơn chị nha. Dạ. Thôi chú Trung nhắn gửi em nè. Dạ không, thôi. Không có, gửi yến. Dạ thôi. Sao vậy, chú Trung kêu mà. Dạ thôi. Trời được. Ơi, có gì đâu. Dạ thôi thôi thôi, em không dám nhận. Dạ thôi em không dám nhận. Review rồi cho em chứ. Review. Trời. Nè em gửi. Dạ. Review. Dạ thôi bây giờ em xin phép là nhận một hũ thôi chị ơi. Dạ. Một hũ là được rồi. Dạ review giùm em ha. Dạ dạ. Review. Dạ. Tên tôi nói sẵn đây luôn. Dạ. Dạ dạ. Rồi, cảm ơn nha. Trời ơi, dạ. Có gì đâu, em cũng cảm ơn chị rất nhiều luôn. Ủa là nhà chỗ nào ta? Dạ em gần chốt 113. Dạ, gần. Dạ gần khúc đó đó chị. Qua chốt 113 chút xíu. Chỗ gần công ty Kim Mỹ Hưng, gần công ty Kim Mỹ Hưng á. Này Bác Kim. Dạ đúng rồi. À, Bác Kim đi xuống chút xíu nữa đó. Là ông Hùng Tân Hương nữa nha. Dạ đúng rồi, sao chị gần đó vậy? Chỗ nhà em làm xe tải mà. Vậy hả? Rồi, em biết rồi. Chị xe tải Kim Dung. Thì Dương. Thì Dương ngày xưa có cái xe tải Kim Dung nữa. Ủa phải Thì Dương rồi với cái gì? Thì Dung với lại cái chỗ bán nội thất thì Dương. Thì Dung. Dạ đúng rồi. Rồi ghét đó quay clip luôn. À. Nội thất nhiều lắm. Nội thất. Không? Ngay chỗ nào mà chị nói lại. Bình Hòa Đình Sao. Bình Hòa Đình Sao ha. Có cái tiệm là bề ngang 5 căn bự này đó, 2.5 đó đó. Dạ. Ôi xin lỗi trời. Bự cứ nghe đó nha. Từ đó tới đó bự lắm. Dạ. Chứ là có tiệm nội thất mà nội thất thì Dung đó. Dạ, tại em cũng đi không để em về dưới em xem như thế nào. Bà Đình Sao, phía dưới. Bà bán nội thất, trang trí nội thất. Đối hình như đối diện với mấy cái quán ăn với cái gì Thiên Hào á, xíu xéo góc Thiên Hào đúng không chị? Xíu xéo ông có khấm cơm rồi đó. Dạ. Giờ anh chạy xuống dưới qua cái bộ binh, giờ bộ binh đặt rồi, nhưng mà qua cái bên là có một cái. Dạ, rồi em biết à. Để vô đó làm sao? Khoan, không biết đường đâu. Đó là cháu chú Trung vô xin quay clip. Vậy hả? Dạ, rồi cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn anh. Dạ. Anh chị. Dạ, chị Hương rất nhiều. Dạ. Rồi, cái này kéo qua đây. Để em ra trước, em xin phép quay vòng ở ngoài trước. Chị hả? Đây là bà xã em với bé béo mọi người. Nãy giờ bà xã hơi ngại không dám vô. Còn để đây em quay một cái phía ngoài cho chú Trung xem nha. Đó, số nhà là 28B. Ồ, ở ngoài thiết kế rất là sang luôn. Dạ rồi cả nhà, thì hồi chiều em có đi quay giúp chú Trung xem cái tiệm yến xào Tống Gia này nè cả nhà. Thì chị có gửi tặng cho em yến về để ăn thử review. Thì bây giờ em sẽ khui ra ăn thử xem như thế nào nha cả nhà. Thì em thấy nè, trong cái hũ này là có hạt sen với táo đỏ cả nhà. Thì bây giờ em sẽ nhờ bà xã ra quay phim giùm em nha cả nhà. Chưa gỡ được, giờ em bỏ chí xuống đi. Chí ngồi chơi nha. Để cha khui cái này ra rồi chị ăn với cha nha.
Ôi, 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 xui sao đây? Đấy, đừng phá chứ chị. Thôi, nhìn con mắt kìa. Kêu thì quêu chứ thật sự em không quay, chỉ quay chia sẻ lại thôi nha mọi người. Dặn không được hả? Ủa, dặn này dặn rồi hả ta? Ừ. Ơi. Trời ơi, ta dặn ra không khui không cãi. Rồi, đổ ra đây hết luôn nha. Ê, ê lấy cái tô chỗ khác đi, lấy cái tô chỗ khác chứ. Rồi, rồi, chí cái đắp chơi đó. Bài này quá hả? Ồ, kẹo quá ta. Rồi, để cái hũ chỗ khác luôn, chí nó chơi đệ bể. À. Đây, quay cận cận vô đây đi. Đây là cái tô Yến em mới đổ ra đây mọi người. Đó, em ấy là có hạt sen nè ha. Này là táo đỏ. Với cái này cộng cộng là Yến quá. Yến. Ồ. Mời tất cả mọi người nha. Mời cả nhà nha. Cho ri ri ăn trước đi, ăn nhỏ ít thôi. Dạ, yeah, chí ơi, ăn yến xào chí ơi, chí được ăn yến xào rồi, mum mum. Mum mum nè. Mum, phớ ơi. Ngon không? Mẹ mẹ mà phải ơi, cái bụng ngon nha. Rồi, anh ăn thử đi. Rồi, giờ tới em lực em nha mọi người. Hay em thử cái coi. Ồ, có mùi thơm. Thơm giống như mùi ăn đi. Bắp vậy. Ăn thử coi. Trời ơi, hút cái rột dữ à. Sao đấy, sao? Nó ngọt ngọt, không ngọt lắm. Hơi ngọt thôi à. Thanh thanh đúng không? Đúng rồi, thơm. Với ăn cái yến này nè. Nó rất là mềm luôn. Nó mềm. Mà sáng thử đi. Thôi anh ăn chứ, ăn chứ sao? Rồi mời em ăn thử cái hạt sen nha mọi người. Hạt sen này cũng rất là mềm luôn. Rồi nói chung lại là cái tổ yến này anh thấy sao? Tổ yến này hả? Ăn cũng thấy ngon. Cảm ơn chị chưa? Trời ơi nãy giờ quên, cảm ơn. Trước hết là cảm ơn chú Trung và chị và gia đình của chú Trung với chị đã tài trợ cho em cái yến này rất là nhiều. Mọi người có ăn yến thì có thể đến cửa hàng của chị ở 28B Trần Đại Nghĩa, yến xào Tống Gia để ủng hộ nhé. Đúng rồi. Thôi, đến đây em cũng xin tạm dừng mọi người. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe nha. Bye bye. Cho yến thêm muỗng nữa. Chị ơi, chị ơi, ăn yến nè. Yến nữa, ăn cái lát gì chị? Ừ. Ngon quá. Ngon.